Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội. Sau gần một ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã luận tội 11 bị cáo trong vụ án. Trong đó đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác mức án tù treo. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phân hóa vai trò của các bị cáo theo từng nhóm. Nhóm bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh khởi nguồn từ việc điều chỉnh hạ giá thẩm định của khu đất đấu giá 49.000m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Nhóm các bị cáo thuộc công ty thẩm định giá. Nhóm các bị cáo thiếu trách nhiệm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhóm các bị cáo tham gia đấu giá tài sản, trong đó có bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. 11 bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 30-36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. 8 người cùng tội danh với bị cáo Loan đề nghị từ 9-30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 2 bị cáo ở nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị 18-36 tháng tù treo. Lực lượng công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang 2 đối tượng tàn trữ ma túy trái phép và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Trong đó, một đối tượng từng có 5 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy, một đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Thái Hòa chủ trì phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang tại nhà riêng của Lộc Văn Hùng và ông Quốc Lợi đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2.100 viên ma túy tổng hợp, 10,43 gram heroin, 0,55 gram ma túy đá, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Quốc Lợi là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới, sau đó tàn trữ tại nhà Hùng để bán cho nhiều người nghiện. Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng tại tỉnh Nghệ An, qua kiểm tra một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện trong xe chở 21 thùng hàng chứa cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phương tiện tại thành phố Vinh, công an thành phố Vinh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 20L1880 do tài xế Chảo A Lai trú tại tỉnh Cao Bằng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống như vẹt, nhím, lười, chuột túi, cày, rùa, khỉ, trăn, rắn. Chảo A Lai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã này, đồng thời khai nhận chở thuê cho một người không quen biết từ tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh Hà Nam với giá 15 triệu đồng tiền công. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 420 cá thể động vật cho lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Bù Mát để chăm sóc, thả lại tự nhiên theo đúng quy định. Liên quan đến vụ việc một bé gái 12 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến mang thai gây bức xúc dư luận, Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án để điều tra. Nghi phạm của vụ án là hàng xóm của nạn nhân. Theo trình báo của gia đình bé gái, vào đầu tháng 1 năm nay, thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám và phát hiện cháu đã có thai 6 tháng. Sau đó gia đình đến Công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội trình báo. Theo lời kể của cháu bé, nghi phạm đã xâm hại cháu nhiều lần khi cháu ở nhà một mình. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Ba của nạn nhân làm nghề xe ôm, còn mẹ đã bỏ đi từ khi em mới tròn 1 tuổi. Tối qua ngày 17 tháng 4, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Tuy nhiên, chỉ sau 5 giờ gây án, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực gần sân bay Vinh, cách hiện trường gây án khoảng 35 km. Sáng nay 18 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Toàn, trú tại thành phố Hà Tĩnh. Toàn được xác định là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở huyện Can Lộc. Trước đó, Toàn xông vào tiệm vàng Kim Sơn Hiền, sử dụng búa đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Ngay sau đó, Công an Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt khi Toàn đang trên đường tẩu thoát ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Cũng trong tối qua, một vụ cháy xe ô tô xảy ra tại khu vực đầu cầu Tiên Dung, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Tối 17 tháng 4, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa dịp giỗ tổ Hùng Vương tại hồ công viên Văn Lang, nên khu vực này tập trung đông người và thời tiết có mưa. Theo một số nhân chứng, khi chiếc ô tô di chuyển đến điểm xem bắn pháo hoa thì phát hiện ngọn lửa ở phần đầu xe nên người dân đập cửa báo cho tài xế. Tài xế tưởng những người này mời gửi xe nên không mở cửa và tiếp tục di chuyển, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ tại chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Bản tin trước công kính chiều nay đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn, app BRT Go, TikTok, TH và Địa Vũng Tàu. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước công kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ. Định về hoạt động bán đấu giá tài sản. 8 người cùng tội danh với bị cáo Loan đề nghị từ 9 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo ở nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị 18 đến 36 tháng tù treo. Lực lượng công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang hai đối tượng tàn trữ ma túy trái phép và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Trong đó, một đối tượng từng có 5 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy, một đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, bắt quả tang tại nhà riêng của Lộc Văn Hùng và ông Quốc Lợi, đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2.100 viên ma túy tổng hợp, 10,43 gram heroin, 0,55 gram ma túy đá, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Quốc Lợi là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới, sau đó tàn trữ tại nhà Hùng để bán cho nhiều người nghiện. Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng tại tỉnh Nghệ An, qua kiểm tra một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện trong xe chở 21 thùng hàng chứa cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phương tiện tại thành phố Vinh, công an thành phố Vinh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 20L1880 do tài xế Chảo A Lai trú tại tỉnh Cao Bằng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống như vẹt, nhím, lười, chuột túi, cày, rùa, khỉ, trăn, rắn. Chảo A Lai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã này, đồng thời khai nhận chở thuê cho một người không quen biết từ tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh Hà Nam với giá 15 triệu đồng tiền công. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 420 cá thể động vật cho lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Mát để chăm sóc, thả lại tự nhiên theo đúng quy định. Liên quan đến vụ việc một bé gái 12 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến mang thai gây bức xúc dư luận, Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án để điều tra. Nghi phạm của vụ án là hàng xóm của nạn nhân. Theo trình báo của gia đình bé gái, vào đầu tháng 1 năm nay, thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám và phát hiện cháu đã có thai 6 tháng. Sau đó, gia đình đến công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội trình báo. Theo lời kể của cháu bé, nghi phạm đã xâm hại cháu nhiều lần khi cháu ở nhà một mình. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Ba của nạn nhân làm nghề xe ôm, còn mẹ đã bỏ đi từ khi em mới tròn 1 tuổi. Tối qua ngày 17 tháng 4, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Tuy nhiên, chỉ sau 5 giờ gây án, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực gần sân bay Vinh, cách hiện trường gây án khoảng 35 km. Sáng nay 18 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Toàn, trú tại thành phố Hà Tĩnh. Toàn được xác định là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở huyện Can Lộc.
Trước đó, Toàn xông vào tiệm vàng Kim Sơn Hiền, sử dụng búa đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Ngay sau đó, Công an Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt khi Toàn đang trên đường tẩu thoát ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cũng trong tối qua, một vụ cháy xe ô tô xảy ra tại khu vực đầu cầu Tiên Dung, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Tối 17 tháng 4, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ Hùng Vương tại Hồ Công viên Văn Lang, nên khu vực này tập trung đông người và thời tiết có mưa. Theo một số nhân chứng, khi chiếc ô tô di chuyển đến điểm xem bắn pháo hoa thì phát hiện ngọn lửa ở phần đầu xe nên người dân đập cửa báo cho tài xế. Tài xế tưởng những người này mời gửi xe nên không mở cửa và tiếp tục di chuyển, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ tại chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Thưa quý vị, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn tại đồn biên phòng Long Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao đồn biên phòng Long Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã duy trì nghiêm đền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị sẵn sàng cơ động, xử lý tình huống khi có lệnh. Các đơn vị còn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc, không để bị động bất ngờ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, biển đảo và khu vực cửa khẩu cảng biển. Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị quy định của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, bảo đảm lực lượng, trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hơn 100 chủ tàu thuyền, thuyền viên và nhân dân trên địa bàn huyện Côn Đảo đã tham gia hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức. Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị. Ngư dân nhân dân huyện Côn Đảo được giới thiệu một số nội dung chính của luật phòng thủ dân sự, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố thảm họa hóa chất, độc xạ, chất thải, thảm họa động đất, sóng thần, lũ lụt, Công ước Quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979, quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Các đại biểu còn được nắm bắt thông tin về các quy định điều kiện xuất bến của người và phương tiện tham gia đánh bắt thủy hải sản trên biển, quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dịp này, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trao tặng áo phao và cờ tổ quốc cho các đại biểu tham gia hội nghị. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử nghe nhìn BOE Bắc Kinh thuộc tập đoàn công nghệ BOE Trung Quốc đã khởi công dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2 tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến dự lễ khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của tập đoàn công nghệ BOE Trung Quốc trong quá trình triển khai đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, các sở ngành của tỉnh đã giải quyết nhanh các thủ tục để dự án sớm khởi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong quá trình xây dựng dự án, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2 được xây dựng trên diện tích gần 30 hectare với tổng vốn hơn 275 triệu đô la Mỹ. Dự án hoàn thành sẽ lắp ráp và sản xuất TV, màn hình có độ phân giải cao, dùng cho máy vi tính, linh kiện điện tử và cấu kiện nhựa với công suất trên 134,7 triệu sản phẩm một năm,
doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm. Dự kiến đầu năm 2026, dự án sẽ đưa vào vận hành và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi liên tục phản ánh thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó thì ảnh hưởng rõ nhất là sản xuất nông nghiệp. Theo bà con nông dân, nắng nóng kéo dài vào thời điểm cây sầu riêng ra hoa, đậu trái, nên mùa vụ năm nay sản lượng sầu riêng chắc chắn sụt giảm mạnh. Ghi nhận sau tại huyện Châu Đức, vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh với gần 1.000 hecta. Gia đình ông Ngô Xuân Diệu ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức có gần 7 sào sầu riêng giống Monthong Thái Lan. Cách đây hơn một tháng trước, sầu riêng ra hoa đậu trái non gặp ngay thời tiết nắng nóng kỷ lục nên bị rụng trái non đến hơn 30%. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến như thế này, nguy cơ trái còn lại trên cây sẽ tiếp tục rụng. Cái sốc nhiệt năm nay thì nó mới rụng vậy, còn như năm nước trước á, thì mình làm thì chưa đủ kỹ thuật, thì tại vì nó đi đọt hay là ấy thì nó rụng là hay là sinh lý thì không nói, nhưng mà năm nay là vì sốc nhiệt quá. Nắng nóng kéo dài, 1,8 hecta sầu riêng của gia đình ông Võ Ngọc Thanh ở xã Lăng Lớn cũng trong tình trạng bị sốc nhiệt và rụng trái. Dù đã bỏ chi phí đầu tư hơn 80 triệu đồng, nhưng ông Thanh đành phải cắt bỏ hết toàn bộ trái để dưỡng cây cho năm sau. Thời tiết năm nay nói chung là nó cũng bị ảnh hưởng là nắng quá nhiều, rồi cây sầu riêng thì nó sốc nhiệt, nên là nó bị rụng trái, rụng bông cũng nhiều. Năm nay là sầu riêng chú là sắc thu hoàn toàn luôn á. Không chỉ bị rụng trái non mà khoảng 10% cây sầu riêng trong vườn nhà bà Cao Thị Ngọc Điệp ở xã Bình Giã cũng đang chết dần vì nắng nóng. Do đó, ngoài việc thất thu sầu riêng năm nay là không tránh khỏi, thì bà Điệp còn phải tốn thêm chi phí đầu tư tái tạo lại cho các vụ năm sau. Đối với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cái cây sầu riêng nó rất là nhạy cảm. Nó làm cho cái cây sầu riêng là nó bị khô cành và chết cây, thì từ đó thì nó làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Nhiều cây nó ra trái thì nó lại rụng, nó rụng trái, cho nên là rất là khó làm. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 1.300 hecta sầu riêng với sản lượng gần 4.940 tấn một năm. Theo bà con nông dân, sầu riêng là loại cây trồng khó tính, chịu hạn kém, lại nhạy cảm với thời tiết. Do đó, năm nay nắng nóng kéo dài khiến sầu riêng bị cháy lá, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tổng hợp dinh dưỡng của cây. Đặc biệt là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm như những ngày qua đã khiến cây bị sốc nhiệt, dẫn đến rụng trái non, thậm chí chết cây. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo nông dân tưới nước đầy đủ cho cây, trong đó nên áp dụng biện pháp tưới phun sương, tưới tiết kiệm vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bên cạnh đó, sử dụng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm rạ, cành cây, lá khô, xác bã thực vật để che phủ, giữ ẩm quanh gốc. Đồng thời bổ sung thêm một số chế phẩm phân bón lá chuyên dùng giúp tăng cường sức chống chịu của cây. Chuyển sang những thông tin văn hóa du lịch. Thưa quý vị, dù ai đi ngược về xuôi với ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, đó là câu ca dao đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân Việt. Hơn thế, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã vượt khỏi ranh giới quốc gia để trở thành di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngoài đất tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, cả nước hiện có gần 2.000 đền thờ Hùng Vương. Trong đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đền thờ Hùng Vương Bảo Cửu, tọa lạc tại phường 5, thành phố Vũng Tàu. Hàng năm vào ngày 10 tháng 3, chính quyền thành phố Vũng Tàu trang trọng tổ chức lễ giỗ Hùng Vương. Lễ giỗ năm nay có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Vũng Tàu và đông đảo người dân trên địa bàn. Phát biểu tại lễ giỗ tổ Hùng Vương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh, những người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn đất tổ, luôn giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc, ra sức kế thừa sự nghiệp, bảo vệ xây dựng quê hương đất nước của các bậc tiền nhân, thế hệ đi trước. Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Mẫu Cửu bắt đầu với nghi thức dân hoa lễ vật gồm 18 bánh chưng, 18 bánh dày, trầu cau, rượu và mâm ngũ quả. Ngoài ra, hơn 4.000 người dân và du khách cũng dâng lên các vị vua Hùng những lễ vật truyền thống với nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui. Cũng tranh thủ thời gian để cùng vợ đến dâng lên vua Hùng tí lễ mọn, có heo quay, trái cây, hoa và bánh chưng.
là cầu mong là cho cầu mong được gia đình và mọi người được nhiều sức khỏe, tất cả mọi người được an lành hạnh phúc, mong sao mà cho xã hội càng ngày càng phát triển. Thực sự rất là xúc động vì ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chính là ngày mà người Việt Nam chúng ta nói chung là nhớ về cội nguồn, nhớ về ngày Giỗ Tổ các vua hùng để chúng ta đến dân hương thể hiện cái tấm lòng thành kính và biết ơn về cội nguồn. Lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương Mẫu Cửu được chính quyền thành phố Vũng Tàu tổ chức trang trọng từ năm 2007 khi ngày giỗ vua hùng trở thành ngày quốc giỗ. Mỗi năm lễ giỗ càng diễn ra quy mô hơn, lan tỏa sâu rộng hơn. Con rất tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam và con và các bạn sẽ cùng nhau cố gắng học tập tốt để xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của các vua hùng. Chúng tôi cũng vẫn phải giữ cái phong tục tập quán của ông bà tổ tiên để lại, tức là phải có bánh chưng, bánh dày để dâng tổ. Bà con đến dâng cũng rất nhiều và các cơ quan, các huyện bạn cũng đến. Đấy, trước đây là thành phố Vũng Tàu là chính nhưng năm nay là lan truyền cả tỉnh rồi. Và nhất là các cháu học sinh là đến mấy ngày này rất là đông vui. Là thành phố du lịch với nhịp sống đầy năng động, hội nhập sâu rộng, nhưng trong tiến trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, trong đó có tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, để tất cả mọi người có dịp lắng mình, thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống dân tộc, về nghĩa đồng bào, từ đó chung tay góp sức xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp, nghĩa tình. Thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài nên dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, dù chỉ nghỉ một ngày giữa tuần, nhưng nhiều người dân du khách vẫn tìm đến biển Vũng Tàu để giải nhiệt. Ngành du lịch phố biển vì thế ghi nhận tín hiệu vui về lượng khách lẫn doanh thu trong ngày nghỉ này. Lượng du khách đến Vũng Tàu trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ. Đến Vũng Tàu để giải nhiệt nên ngay từ buổi sáng các bãi biển trên địa bàn thành phố đã nhộn nhịp người tắm biển. Mùa này thì đi Vũng Tàu là hợp nhất rồi. Với lại ở Vũng Tàu thì phòng ốc, ăn uống và các dịch vụ đều em thấy đều ổn. Thời tiết miền Nam rất là nóng nên là em sẽ quyết định là đi Vũng Tàu đi giải nhiệt. Khi mà đi đến đây thì em cảm thấy rất là vui và hài lòng. Các điểm kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống cũng ghi nhận lượng khách đông hơn hẳn các dịp cuối tuần. Tín hiệu vui về lượng khách và doanh thu cũng được ghi nhận ở khối dịch vụ lưu trú, nhất là các khách sạn được xếp hàng sao nằm ở vị trí trung tâm sát biển. Khách về thành phố biển rất là nhiều và những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì khách đặt phòng ở khách sạn Romelet đã kín phòng. Và những ngày tiếp theo là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì có một tín hiệu rất là tốt, đó là khách cũng đã đặt được 70% phòng và hy vọng rằng thì khách du lịch luôn yêu mến thành phố Vũng Tàu cũng như là đến với thành phố biển để được trải nghiệm dịch vụ phát triển của ngành du lịch ngày một đi lên. Thống kê từ Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024, thành phố đón và phục vụ khoảng 27.000 lượt khách, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, nhưng vẫn được đánh giá là tích cực do dịp lễ năm nay chỉ có một ngày nghỉ giữa tuần, còn kỳ nghỉ 2023 kéo dài đến 5 ngày do nối liền ngày Giỗ Tổ với lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Dù lượng khách có giảm so với cùng kỳ, nhưng công tác phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi tắm biển vẫn được thực hiện chu đáo. Các lực lượng chức năng của thành phố Vũng Tàu luôn đảm bảo 100% quân số ứng trực nhằm tiếp nhận, ngăn ngừa, xử lý sự cố có thể xảy ra. Về phía lãnh đạo cơ quan thì cũng quan tâm, cũng có hỗ trợ cho anh em nghỉ lễ theo đúng quy định của luật. Tuy nhiên thì về phía góc độ cán bộ công chức cũng như nhân viên cơ quan thì với tinh thần trách nhiệm anh em hôm nay vẫn đi làm 100% để đảm bảo tốt nhất cho cái lực lượng cũng như phục vụ tốt cho du khách. Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thành phố Vũng Tàu còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về quốc tổ để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và vui chơi của người dân du khách, như lễ dâng hương tại đền thờ Hùng Vương Mẫu Cửu Thiên, phường 5, biểu diễn lân sư rồng, võ cổ truyền, thể dục dưỡng sinh, chương trình sân khấu hóa. Ngoài bồi đắp tinh thần dân tộc hướng về cội nguồn, các hoạt động còn góp phần thu hút du khách đến với phố biển Vũng Tàu.
Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 Chiến thắng chi nhánh Vũng Tàu dừng ngay việc sử dụng các phương tiện đang hoạt động kinh doanh bằng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện để chở khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này chưa được sở cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay, ngày 18 tháng 4, các phương tiện của công ty này vẫn tiếp tục hoạt động đưa đón khách. Dù Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động chở khách bằng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện, nhưng sáng 18 tháng 4, trên trục đường Thùy Vân, Hoàng Hóa Thám, ống kính phóng viên thời sự vẫn ghi nhận nhiều phương tiện xe điện 4 bánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 Chiến thắng hoạt động nhộn nhịp. Do nhỏ gọn, dễ luồn lách, nên các phương tiện này dễ dàng di chuyển trên các tuyến đường nhỏ tập trung nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở bãi sau để rước khách. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra, sau đó mời 3 tài xế cùng phương tiện của công ty này về trụ sở làm việc. Cái này là chạy tính tiền sao? Dạ, chạy tính tiền theo đồng hồ. Đồng hồ giá cước sao? Dạ, giá cước là 40.000 đồng là 2 km đầu, mỗi km tiếp theo là 25.000 hả? Làm việc với cơ quan công an, ông Phạm Xuân Hoàng, giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 Chiến thắng tại Vũng Tàu, đã xuất trình giấy phép kinh doanh, đồng thời cho biết đã gửi đầy đủ phương án kinh doanh vận tải khách cho Sở Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, ông Hoàng lại không xuất trình được văn bản chấp thuận cho phép kinh doanh vận tải khách của cơ quan chức năng. Văn bản thì Sở Giao thông mình nhận được cái quyết định dừng, không cho mình thử nghiệm, chắc là mình sẽ dừng xe ngay. Nhưng hiện tại mình chưa được nhận được cái văn bản nào cả. Không phải là cái văn bản là yêu cầu anh dừng thử nghiệm cái xe của anh, mà nó là dừng hoạt động kinh doanh vận tải, có nghĩa là anh chạy thử nghiệm, test thử, nhưng không cho phép anh đón khách và thu tiền. Tuy nhiên là các xe của anh ở đây tôi đã phát hiện là đã đón khách rồi và thu tiền của khách rồi, thì đó là không đúng, đó là hoạt động kinh doanh vận tải. Theo quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 Chiến thắng muốn kinh doanh dịch vụ đưa đón du khách bằng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện thì phải lập phương án kinh doanh thí điểm gửi Sở Giao thông Vận tải và Sở Du lịch thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp thẩm định hồ sơ, thì công ty này đã đưa xe vào hoạt động đón trả khách. Do đó, ngày 12 tháng 4 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp ngừng ngay hoạt động này để hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi hoạt động. Công an thành phố Vũng Tàu đã yêu cầu đại diện doanh nghiệp viết cam kết không đưa phương tiện đón trả khách cho đến khi được ngành chức năng chấp thuận. Đồng thời, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố sẽ phối hợp nắm tình hình, kiểm tra xử phạt nghiêm nếu doanh nghiệp tái phạm. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn sinh ra và lớn lên với một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn. Tuy nhiên thì không vì thế mà nhiều người buông xuôi, phó mặc cho số phận hay trông chờ, ỷ lại vào gia đình và cộng đồng. Thực tế cũng cho thấy, có rất nhiều người dù khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên, kiến tạo cuộc sống bằng sức lực, trí tuệ của mình. Nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam hôm nay, 18 tháng 4, chương trình Thời sự tối ghi nhận câu chuyện nghị lực vươn lên của anh Bùi Phúc Lai ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Năm 71 sinh ra thì có 10 tháng sau bị sốt bại liệt, bệnh đêm tới sáng nằm luôn, cái bà già cũng chạy chữ dữ lắm mà cuối cùng không được, phải chịu luôn. Hồi xưa thì hồi đó thì không có đi nạn, chỉ bò thôi. Cái năm 80 cái mới tập đi nạn, cái đi học, mọi thứ đều sinh hoạt đều khó khăn hơn mọi người hết, nhưng mà nói chung là mình ý chí mình sẽ phấn đấu được, vượt qua được. Ông anh thợ may, rồi năm 80-81 mình cũng tập làm phụ, rồi sau này thấy nó hợp lý là cái người mình, nên mình là may luôn, bắt đầu từ năm
86. Mình khuyết tật đôi chân thì mình nhờ đôi tay mạnh khỏe nên mình chọn cái nghề này là hợp lý để cho đôi tay mình dùng bằng bàn tay mình làm. Sau khi học được nghề may, anh Lai nhận may các sản phẩm đồ gia tại nhà. Chơi thành thạo nhiều nhạc cụ, anh Lai cũng thường xuyên góp mặt tại các đám tiệc có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập. Đồng cảm, yêu thương, chia sẻ trước những khó khăn vất vả của anh Lai. Năm 2004, chị Nguyễn Thị Thu Vân đã cùng anh nên duyên hạnh phúc. Chăm chỉ làm ăn, anh chị đã có nhà cửa khang trang, kinh tế ổn định, hai con chăm ngoan học giỏi. Có một cái anh xã là khuyết tật như vậy, nhưng mà trong cuộc sống mình thấu hiểu được cái tình cảm, cho nên là có thể là mình sẽ cùng chia sẻ với anh để mà tiếp bước cái con đường phía sau, nuôi nấng con cái ăn học thành tài. Khu phố chúng tôi cũng đánh giá cao về tấm gương vượt khó của anh Bùi Phúc Lai. Hiện nay là kinh tế gia đình anh cũng là khá ổn định, cũng có hai đứa con, một cháu lớn thì cũng vào đại học và cháu thứ hai là cũng học ở sinh cấp 2 của trường Văn Lương, thị trấn Long Điền. Thì nói chung là anh cũng đi lên bằng chính cái nghị lực của mình. Như đóa hoa đẹp thầm lặng tỏa hương, những người tuy khiếm khuyết một phần cơ thể như anh Bùi Phúc Lai vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ vượt khó, hăng say lao động. Chẳng những không đầu hàng trước số phận mà còn luôn biết cách tỏa sáng để mang lại những giá trị tích cực cho gia đình, cộng đồng và cả xã hội. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trong 2 ngày 17-18 tháng 4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó với những thách thức to lớn mà châu đang phải đối mặt. Thách thức lớn đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh này là tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông. Trước những cuộc tấn công mới nhất từ Iran nhằm vào Israel cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Lãnh đạo 27 quốc gia EU cũng thảo luận về việc phát đi thông điệp cần thiết để kêu gọi sự bình đẳng và tránh bất kỳ bạo lực nào có thể gây ra hậu quả khôn lường tại khu vực này. Hội nghị cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự đồng thuận trong việc đối phó với những thách thức an ninh toàn cầu và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để duy trì ổn định và hòa bình tại khu vực. Thách thức khác mà hội nghị thượng đỉnh này đối mặt là việc thúc đẩy nền kinh tế châu Âu. Sự tăng trưởng của khu vực đang trải qua một giai đoạn suy thoái. Hôm qua, Israel thông báo đã mở một tuyến đường mới để cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho dải Gaza thông qua cảng Ashdod. Đây là lần đầu tiên cảng này được mở nhằm hỗ trợ cửa hàng thiết yếu cho người dân Palestine chịu ảnh hưởng của xung đột. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, 8 xe tải của chương trình Lương thực Thế giới chở bột mì đã vào Gaza thông qua tuyến đường mới trong ngày 17 tháng 4. Hàng viện trợ, thực phẩm sẽ được kiểm tra tại đây, ở cảng Ashdod và sẽ được đưa vào dải Gaza. Đây không chỉ là tuyến đường bổ sung, giúp đưa hàng viện trợ tới những nơi cần thiết, mà còn là trạm kiểm tra tăng cường của quân đội Israel. Ashdod nằm cách biên giới giữa Gaza và Israel 40 km về phía bắc,
Hàng hóa qua đây chủ yếu là hàng vận chuyển đường biển. Điều này sẽ giúp làm tăng đáng kể lượng hàng cứu trợ vào Gaza, nơi đang đối mặt với tình hình nhân đạo tồi tệ do xung đột kéo dài giữa Israel và lực lượng Hamas. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về một lệnh ngừng bắn, trao đổi con tin, đưa hàng cứu trợ và hồi hương người tị nạn vẫn chưa đạt kết quả. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel vốn bị trì hoãn lâu nay. Truyền thông Mỹ dẫn lời Tổng thống Biden nhấn mạnh các đồng minh của nước này đang ở thời điểm then chốt để đối phó với khủng hoảng. Theo ông Biden, mặc dù Kiev và Tel Aviv đều có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình một cách hiệu quả, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ vũ khí và đạn dược từ Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mitch Johnson cho biết sẽ tiến hành bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự vào ngày 20 tháng 4. Gói quân sự này đã bị trì hoãn lâu nay, bao gồm 26 tỷ đô la Mỹ dành cho Israel, 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và 8 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang Thượng viện để biểu quyết và sau đó được trình Tổng thống Biden ký thành luật. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội tại Croatia, theo kết quả sơ bộ, đảng Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền của Thủ tướng Andrej Plenković đã giành chiến thắng trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ chính trị. Kết quả kiểm 94,4% số điểm bỏ phiếu cho thấy đảng Liên minh Dân chủ Croatia giành được 60 ghế trong quốc hội, gồm 151 ghế. Liên minh do đảng Dân chủ Xã hội đối lập đứng đầu về thứ hai với 42 ghế. Trong khi phong trào Tổ quốc cánh hữu đứng ở vị trí thứ ba với 14 ghế. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Croatia đang phải vật lộn với nạn tham nhũng, tình trạng thiếu lao động, nạn di cư bất hợp pháp và tỷ lệ lạm phát cao nhất trong khu vực đồng tiền chung Euro. Hôm qua, nhà chức trách Canada cho biết 6 đối tượng đã bị bắt giữ trong khi 3 đối tượng khác vẫn đang bị truy nã liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất trong lịch sử Canada có trị giá khoảng 16 triệu đô la Mỹ. Nhân dịp tròn một năm sau vụ trộm xảy ra tại cơ sở vận chuyển hàng hóa của hãng hàng không Air Canada tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, giới chức cảnh sát Canada cho biết 5 nghi phạm đã bị bắt ở Canada và đang được tại ngoại để chờ xét xử. Một nghi phạm khác đã được bắt ở Pennsylvania cùng với súng và vẫn bị giam giữ tại Mỹ, đồng thời cho biết lệnh bắt giữ trên toàn Canada đã được ban hành đối với 3 nghi phạm còn lại. Trước đó, giới chức cảnh sát Canada cho biết các nghi phạm, trong đó bao gồm 2 nhân viên của Air Canada, đã làm giả vận đơn hàng không để đánh cắp một lô hàng đến từ Thụy Sĩ, gồm 6.600 thỏi vàng nặng 400 kg.